Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, đến sáng ngày 9 tháng 9, nước sông Kỳ Cùng trên báo động 21,5m, sông Trung trên báo động 31,7m, sông Bắc Giang trên báo động 30,7m. Hiện nay, mực nước các sông đang có dấu hiệu giảm dần. Các công ty chủ hồ chứa thủy điện gồm Bản Nhùng, Thác Sang, Khánh Khê đã ban hành thông báo xả tràn các hồ chứa đến người dân ở Hạ Du. Đến nay, toàn tỉnh có 2 người tử vong, 10 người bị thương nguyên nhân do cây đổ, sạt lở đất hoặc bị tấm lợp fibro xi măng rơi vào người. Về nhà cửa, hơn 2.600 hộ và trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, nhà văn hóa bị thiệt hại. Để hạn chế ảnh hưởng sau bão Iagi, trên 5.200 người ở thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Thức Khê, thị trấn Na Sầm được di rời đến nơi an toàn. Trong đêm ngày 8 tháng 9, lực lượng cảnh sát cơ động với 40 cán bộ chiến sĩ và 2 xuồng máy đã trực tiếp hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 9 tháng 9, ông Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tràng Định, cho biết thời tiết không còn mưa, nước đang rút so với chiều hôm qua. Khi tình hình khá hơn, lực lượng chức năng sẽ cùng người dân tiến hành dọn dẹp, ổn định cuộc sống và sản xuất.